Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái ban bệnh liên quan đến máy hàn tích nhé. Cụ thể là máy hàn tích khách mang tới ấy, thì nói là hàn bị rỗ hoặc là hàn bị muội, tức là cái mối hàn của nó không tốt. Thì nguyên nhân như cái con mình đang sửa ấy, thì nó chính trên là cái van khí. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái chế độ máy hàn tích nó sẽ là như thế nào nhé. Máy hàn tích ấy, là cái điểm hàn của chúng ta sẽ được bao bọc bởi một loại khí gọi là khí argon. Thì là thông thường máy hàn tích nó phải có một cái bình khí, thì khi chúng ta bấm cò hàn này thì ngoài cáp chạy thì là cái van khí này cũng sẽ mở. Van khí này sẽ mở, sẽ đưa khí nén từ bình đi qua van khí, đi qua hệ thống dây dẫn ấy, và đi qua cái dây hàn đi tới cái vị trí mà cái đầu hàn các bạn ạ. Và cái khí argon đấy nó sẽ bao kín để nó tránh oxy, tránh không khí ở nằm bên trong để chống cháy mọi người ạ. Thì với cái máy hàn tích này thì mình gặp khá là nhiều khi mối hàn không không chuẩn, không tốt, bị rỗ hoặc bị xỉn ấy. Chó đó đó chính là cái khí nén, cái van cái khí argon không tới được cho cho cái vị trí hàn. Thì nhiều trường hợp ấy thì là do cái dây hàn ấy, dây hàn tích ấy, là khách sử dụng là bị nhiệt hay là bị thủng. Mình rất nhiều gặp, các công ty mình gặp khá là nhiều. Có những cái máy hàn của Panasonic của Trung Quốc sản xuất thôi, nhưng nó chạy hai pha lửa 380, mà cái dây hàn của đấy đã mua đã rơi vào 9 triệu rồi. Nên và đặc biệt là nó có cả mát làm nước, nước làm mát cho nó ở trong cái dây khi nó chạy với hiệu công suất cao để cho nó tản nhiệt cho người sử dụng nó cơ. Nhưng đây mình đang sửa một cái máy hàn dân dụng thôi, máy hàn chạy 220 thôi. Thì với cái van ấy là mình đóng, mình khi chúng ta bấm cò hàn nha, thì ngoài cao áp đánh chúng ta phải nghe được tiếng van khí kêu tạch, tức là dơ le van khí phải đóng thì chúng ta biết được. Thì con này mình có kiểm tra thì nó đang chạy một cái van khí là 24V và đã có 24V cấp cho cái van này rồi, nhưng mà nó khí nó không ra, khí nó không ra cho bên ngoài nhá. Thì có trường hợp thì một số máy thì nó lại chạy cái van khí nó chạy nguồn 220 nhá, thì cái này chúng ta không quan tâm do nhà sản xuất họ thiết kế thôi. Thì thông thường ấy, những cái van khí mà chạy 220 này mình rất hay gặp là nó cháy quận nha nhá, quận dây này đo không thông là cháy. Nhưng mà với 24V ấy, thì mình thấy nó cháy ít hơn mọi người ạ, và con này nó không cháy. Thì để như vậy là chúng ta sẽ hiểu ấy, là khi mà máy hàn tích mà mối hàn của nó bị xỉn đen hoặc bị rỗ, không ngấu, không chuẩn, thì là nguyên nhân của nó là khí argon nó không bao bọc được cái vị trí hàn dẫn tới bị như vậy nhá. Thì có thể nó sẽ hỏng trên mạch điện, những cái linh kiện nó liên quan đến đóng dơ le cấp nguồn cho van khí, thì cái đấy thì chúng ta phải sửa trên bao mạch. Nhưng con này thì là điện đã tới và đây mình cấp cho mọi người, nó đã đóng rồi. Con này van này dễ, mình có một cái cấp nguồn, mình đang tạo ra một cái nguồn 24V này, mình cấp vào đây 24V van này, điện một chiều thì mình cũng chẳng cần quan tâm âm dương. Mình nghe tiếng đóng nhé các bạn nhé. Đấy, nó đóng nhá. Tạch tạch này. Thì khi nó có cái điện áp cấp vào cho cái cuộn hút này thì cái cuộn hút này nó sẽ hút một cái lại lén lại cái lò xo để hở van khí nhá. Thì khí nó sẽ đi từ đầu vào này đi sang bên này, nó có chiều mũi tên này mọi người này, để đi ra cái tay hàn và đi tới cái vị trí hàn này, cái vị trí đầu mỏ hàn này mọi người nhá. Thì con này thì nó này hỏng quá là buồn cười luôn này các bạn này. Mình có đóng, thấy van khí nó có đóng ấy, nhưng mà mình thường ấy là mình hay lấy một cái này, mình sẽ cấp nguồn vào hoặc mình bận đấm trên máy. Đây là mình làm video mình sẽ tháo cho mọi người tham khảo cái van thôi, chứ ở trên cái máy này nó to quá nó không lấy nét chuẩn được. Thì mình sẽ dùng cái bình cái xịt này này, mình bóp ở đây và mình cấp nguồn và mình bóp, mình thấy khí nó bắn sang bên này nó ok nhá. Thì con này này mình cấp nguồn mình ấy thì nó không xa được các bạn ạ. Do như vậy là van khí bị tắc. Thì van khí tắc thì mình nhìn thấy nó tắc ở chỗ nào rồi, mình sẽ cấp điện cho nó nhé. Đấy, nó như vậy, nó đang đóng rồi nhá. Và mình xịt ở đây này, chúng ta để ý này, bên này nó sẽ không thấy có cái bụi ra xì ra nhá. Nó rất căng luôn, nó không ra được nhá. Và nguyên nhân đó chính là này, trong quá trình khách sử dụng ấy, là cái này họ tháo ra tháo vào ấy, và cái đất cát nó họ làm công trình mà họ có đem mang đi lại, đất cát nó đã tắc sờ cái rồi rồi các bạn này, các như bạn nhìn để ý này. Cát đất cát nó bám nó bẩn. Nó bẩn, nó đang tắc mất cái đường khí vào này, dẫn tới là mình xịt nó không xuyên sang bên này nhá. Bây giờ mình sẽ xịt nhá, mình vẫn đang cấp điện, nó vẫn đang dòng này.
nó đã xịt rồi, các bạn thấy cái bụi này nhá, nó sẽ bắn đi được, nó ok nhá. Đấy, như vậy nó đã thông rồi. Mình bóp mà cái xịt của mình nó căng ấy, là mình biết là nó không thông. Đấy, nó đã xịt được hết rồi nhá. Đây nha, mình lấy ánh lại nhá. Đấy, nó đã đi nhá, và bây giờ mình bỏ nguồn ra, mình không cấp nguồn cho nó nữa để cho van khí nó đóng lại nhá, thì mình xịt nó sẽ không có đi đâu, các bạn thấy không? Mình xịt này nó rất là căng cái lẽ ấy của mình luôn, và nó không đi được. Ban khá là đơn giản nhưng mà chúng ta phải hiểu về cái thiết kế của nó. Tóm lại là khi một chiếc máy hàn tích mà bị một cái ban là hàn bị rỗ là một, hàn không ngấu hoặc bị đen xỉn mối hàn ấy, thì nguyên nhân nó chính là khí nén, khí argon không tới được cái đầu mỏ hàn để bao bọc. Có thể là nguyên nhân là có thể dây tay dây bị hở, hoặc đường khí bị hở, hoặc như con này thì van đã bị hỏng và có thể là bị cháy cái cuộn dây này, hoặc là hỏng trên bo mạch không cấp nguồn cho cuộn dây này, hoặc là hỏng cái van này là do bị tắc như vừa đầu rồi nhá mọi người nhá. Hy vọng qua video mọi người lại tham khảo thêm một cái ban bệnh cũng khá là hay gặp trên các máy hàn tích nhá. Cụ thể đó là như mình vừa nói ở đầu video ấy. Chào các bạn nhá.